Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản đặc biệt. Hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2019. Tranh thủ trước lúc biểu tình ủng hộ quốc nội và đồng thời cũng là tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa, thì chúng tôi dành một ít thời gian để bình luận về những vấn đề thời sự xã hội. Thưa quý khán giả, trong thời gian gần đây thì ở trên mạng Internet nó có nhiều cái ý kiến tranh luận về vấn đề có tiêu diệt Cộng sản và lật đổ Cộng sản như vậy là có vi phạm pháp luật của Hoa Kỳ hay không, và có bị người hiện đang ở cư trú trên đất Hoa Kỳ mà hô hào lật đổ Cộng sản, tiêu diệt Cộng sản thì có bị trục xuất hay không? Trước hết chúng ta phải khái niệm rõ ràng vấn đề Cộng sản là gì. Cộng sản là một học thuyết, Cộng sản là đảng Cộng sản, là chủ nghĩa Cộng sản, hay có một tên gọi khác đó là chủ nghĩa xã hội, và một chế độ theo đường lối Cộng sản. Thì những cái vấn đề đó nó không phải là nhà nước, mà Cộng sản nó là một đảng phái, một tổ chức, một khái niệm phạm trù về vấn đề triết học. Nếu nói theo kiểu của chủ nghĩa Marx Lenin thì Cộng sản nó là một phạm trù triết học. Như vậy khi mà người ta hô hào tiêu diệt Cộng sản, lật đổ Cộng sản, điều đó là việc biểu lộ cái quyền tự do ngôn luận chính đáng, cái quyền mà được pháp luật Hoa Kỳ và hiến pháp Hoa Kỳ tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ đối với mỗi cá nhân. Việc hô hào đó là gì? Đó là biểu lộ cái quan điểm, cái chính kiến của cá nhân. Đây là mục đích để hướng tới. Mục tiêu của hành vừa của việc mà chúng ta chống Cộng sản, chứ đây không, việc hô hào này nó không phải là phương pháp. Phương pháp thì nó gồm có nhiều cách, thí dụ như đấu tranh bất bạo động, bất tuân dân sự, dùng vũ trang, đấu tranh bằng biện pháp bạo lực, bãi công, bãi thị, bãi khóa, rồi nói chung là biểu tình, nó rất là nhiều cách. Đó là phương pháp đấu tranh. Mà việc lật đổ Cộng sản như thế nào, bằng phương pháp gì, đó là do người ở quốc nội quyết định, chứ không phải do những người đang ở hải ngoại đây quyết định. Rồi cái thời mà tôi còn ở Việt Nam, tôi có bao giờ là hô hào lật đổ Cộng sản đâu, mà cũng không bao giờ nói tiêu diệt Cộng sản. Tôi chỉ viết những cái bài báo, những cái bài viết để vạch rõ bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam và những cái sự thật trần trụi đang xảy ra ở Việt Nam. Nhưng trong bản kết luận điều tra mà chúng nó kết tội tôi để đưa ra tòa xét xử một mức án 10 năm đó, thì chúng nó vẫn nói rằng Tạ Phong Tần đang thực hiện chiến tranh tâm lý. Nghe ghê gớm, thấy sợ luôn á. Mà như vậy thì việc vấn đề mà quyết định một cái phương pháp đấu tranh như thế nào, bạo lực hay không bạo lực, không phải do người hải ngoại quyết định. Chúng tôi ở trong nước không có quyền được nói, chỉ nói có nhiều thôi mà đã bị kết tội rồi. Cho nên chúng tôi không yêu cầu người ở trong nước phải đòi hỏi lật đổ Cộng sản, tiêu diệt Cộng sản. Cứ âm thầm mà làm, ai muốn làm sao làm cũng được, miễn hướng tới cái mục tiêu chung là lật đổ Cộng sản, là tiêu diệt Cộng sản là được rồi. Còn những người ở hải ngoại, chúng ta có cái quyền tự do nói lên cái chính kiến của mình. Tại sao chúng ta lại né tránh, chúng ta không nói đi thẳng vào vấn đề? Nếu chúng ta không nói cho người ở quốc nội hiểu bản chất của Cộng sản thì ai nói? Có những người, nhất là lớp trẻ, họ bất
bình với những cái sai trái của chế độ cộng sản, bất bình với những cái sự việc mà cộng sản không bao giờ chịu sửa sai. Nhưng nếu chúng ta không nói cho họ biết rằng cộng sản là thứ không thể thay đổi mà chỉ có thể bị thay thế, thì người ta có thể, những người trẻ đó, người ta hiểu chị nghĩ rằng bây giờ là chúng ta chỉ có thể là góp ý cho cộng sản sửa thay sai thôi, cộng sản nói chung là tốt. Như vậy thì vô tình chúng ta thực hiện cái mục cái đường lối mà hòa hợp hòa giải mà cộng sản cố tình đưa ra là cộng sản tốt, sửa đổi, cộng sản sẽ sửa đổi và hãy để cho cộng sản tiếp tục nắm quyền cai trị. Nhưng thật ra bản chất của cộng sản là không bao giờ thay đổi, vì cái quyền lợi mà phe nhóm của cộng sản được hưởng thụ khi cai trị nhân dân Việt Nam nó quá lớn, nó không thể nào mà nó tự ý rời bỏ. Cộng sản không bao giờ tự ý rời bỏ cái quyền của mình. Có một bạn trên Facebook của tôi, anh này là luật sư hiện đang ở Việt Nam. Anh ta ví von một cái cách rất là hay rằng cộng sản, chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay ở quốc nội nó giống như là nó trói buộc người dân, giống như là một cái người mà bị trói tay vô, trói chân vô một cái xe tù vậy đó. Và mà khi cái xe tù đó nó di chuyển đó, thì cái người tù di chuyển theo cái ý của cái thằng lái xe tù, chứ còn cái người bản thân cái người tù đó đâu có thể tự mình di chuyển được. Thành ra nếu mà không có tiêu diệt cộng sản, không lật đổ cộng sản, thì là giành quyền tự quyết bằng cách nào? Cộng sản nó có cho mình cái quyền tự quyết hay không? Không bao giờ. Mình giành như thế nào được khi cộng sản nó luôn trói tay trói chân của mình? Nói về vấn đề hô hào lật đổ cộng sản, vi phạm pháp luật, thì tôi xin thưa rằng lật đổ một nhà nước nó khác với hô hào lật đổ cộng sản. Bởi vì khi người dân quốc nội không đồng ý với cái chính thể đó, họ chọn biện pháp thì cho dầu cho bất bạo động hay là bạo động vẫn là hợp pháp, được quốc tế công nhận. Mà thực tế đã xảy ra rồi, đó là tình ở Syria, ở Iraq và ở Đông Âu chẳng hạn, người ta vẫn dùng bạo lực để lôi cổ cộng sản xuống. Vì phần lớn người dân ở các quốc gia đó họ muốn như thế, ý dân là ý trời, nhà nước là để phục vụ nhân dân, dân muốn như thế thì cái chế độ đó, cái đảng phải đó phải đi xuống. Dân có thể ủng hộ sử dụng bất cứ biện pháp gì, nhưng chúng ta ở đất nước Hoa Kỳ đây thì chúng ta làm cái nhiệm vụ giữ lằn ranh quốc cộng, chúng ta đề ra cái mục tiêu để cho những người ở quốc cộng nhìn thấy rõ ràng, không có mù mờ, rằng cộng sản là không thể thay đổi, không thể hòa hợp hòa giải với nó. Trước đây chúng ta thấy có cố tổng thống Ronald Reagan và cố tổng thống Bush cha cũng đã lên án chế độ cộng sản, nó là một cái thảm họa của nhân loại, ở đâu có cộng sản thì là ở đó đem lại sự nghèo đói. Và hiện nay tổng thống đương nhiệm thứ 45 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, vẫn lặp lại cái ý đó một cách công khai giữa Liên Hợp Quốc rằng cộng sản là thảm họa, đó là nó không có đây chỉ đó đem lại cái hạnh phúc gì cho người dân của quốc gia đó, mà nó chỉ đem lại đói nghèo và bất hạnh. Và ông đã ví dụ minh họa một cách cụ thể là quốc gia Venezuela. Vì cộng sản mà Venezuela từ một quốc gia giàu tài nguyên đã trở nên nghèo đói, và người dân phải đi lượm rác để kiếm cái ăn. Như vậy thì cộng sản có cần phải lật đổ, phải tiêu diệt không? Cần lắm chứ. Và phát biểu nên cái ý kiến như vậy, đó là cái quyền, đó là lý do tại sao chúng ta nói cái chính phủ biệt của Đào Minh Quân, nó hơn 30 năm nó ở đất Mỹ này, nó vẫn hô hào lật đổ, hô hào tiêu diệt cộng sản mà nó không bị pháp luật Mỹ sờ gáy nó. Lý do là nó chỉ nói thôi, chứ nó không có phương tiện vũ trang, nó không có tích thảo đồn lương, nó không có vũ khí, không có bất
cứ một cái gì mà ở trên đất Mỹ này cả. Trong khi mình nói nó bịp bợm, tức là gì nó lừa những người quốc nội vô tù một cách vô lý, uổng quan uổng. Đi theo nó nói rằng nó có báo cáo quân sự, có quân đội, có kho tàng, có vũ khí, mà thật ra nó không có gì hết cả, nó chỉ có cái miệng thôi. Thành ra nó lừa là lừa những người ở quốc đội, chứ không hoàn toàn nó không lừa những người đang ở bên Mỹ này, thành ra nó đâu có vi phạm pháp luật bên Mỹ. Đó là lý do tại sao cái chính phủ biệp của Đào Minh Quân tồn tại 30 năm nay mà pháp luật không nói gì tới nó. Khi mà tôi mới qua Mỹ này, ở thì gặp một cái chị đó cũng làm việc trong một cái tổ chức dân sự mà xin được giấu tên. Vì chị này khi đó cũng mời gọi tôi và tham gia vào tổ chức của Đào Minh Quân, vì chị ấy cũng đi theo mà tôi từ chối. Nhưng vẫn đi một thời gian ba gần cách đây hơn 2 tháng thì tôi gặp lại chị ở trong trường học. Thì chị mới gặp tôi, chị mừng rỡ, chị mới nói rằng em là nói rất là đúng, chị đã xem cái video là em nói về cái vấn đề mà Đào Minh Quân đã để cái pano quảng cáo yêu cầu bầu cử đó. Tôi nghe vậy tôi mới mắc cười quá, nói ủa chị không có đi theo Đào Minh Quân nữa sao? Chị nói không, chị bỏ lâu rồi, chị thấy nó xạo quá chị không có theo nữa. Trời ơi, em không biết đâu hả, ai mà đi theo nó hả, rồi mỗi lần nó đi đâu hả phải bỏ tiền mướn xe cộ, mướn này mướn kia cho nó, phải đóng góp tiền cho nó ăn nhậu, chứ còn là mình cho đâu có được cái gì đâu. Tại vì những cái ai háo danh mới đi theo, nó phong cho chức này chức nọ mới đi theo nó thôi, giờ chị nghỉ rồi. Chị nói như vậy. Thành ra rõ ràng Đào Minh Quân hô hào, nhưng mà Đào Minh Quân cứ hô, thích theo hô, vậy thôi. Chứ nếu mà vi phạm thì pháp luật Mỹ sờ gái Đào Minh Quân từ lâu rồi. Và cụ thể hơn nữa, hôm nay chúng tôi biểu tình ở ngay Đại lộ Bôn Sa, khu vực Leader Sài Gòn, trung tâm chống cộng của nước Mỹ. Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai 25 năm luôn luôn giữ lằn ranh quốc cộng với mục tiêu đề ra là ủng hộ người quốc nội lật đổ cộng sản, ủng hộ người quốc nội tiêu diệt cộng sản. Chứ nhưng mà người ta có thể ủng hộ bằng vật chất, có thể ủng hộ bằng tinh thần, ủng hộ bằng cách nào đó là chuyện riêng, không có trình bày ở đây. Nhưng người ta không yêu cầu cái người quốc nội phải là vũ trang, phải bạo động, phải khủng bố hay phải làm cái gì cả, thì việc làm đó là quyền phát biểu chính kiến, quyền tự do ngôn luận được hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Cho nên Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai của Nam Cali 25 năm nay luôn luôn mỗi lần buổi biểu tình là cứ nhấn mạnh mục tiêu lật đổ cộng sản. Chúng ta đi biểu tình, chúng ta hô đả đảo cộng sản là gì? Đả đảo, từ đó là một cái từ gốc Hán Việt, đả tức là đánh, đảo có nghĩa là lật ngược lại, lật lại. Như vậy đả đảo cộng sản có nghĩa là lật đổ cộng sản đó. Chứ cái từ đả đảo không phải là khơi khơi, không có ý nghĩa đâu. Đả đảo là lật đổ. Mà mỗi lần nào đi biểu tình, người ở đây mà các đồng hương cũng hô hào như thế, nó thì cái đó có ai bị pháp luật hỏi han gì không? Không, cái đó là quyền mà. Người ta căn biểu ngữ như thế, đả đảo cộng sản cũng là quyền mà. Và tôi thấy có một số người, đặc biệt là những người mang danh đấu tranh, mang danh báo chí, mang danh này, mang danh nọ, tổ chức kia, những người đó lại là lập là cái kiểu mà đánh đồng về việc hô hào và đề ra mục tiêu với cái việc mà hành động cụ thể. Đây, ở đây người ta chỉ đề ra mục tiêu đó là lật đổ, tiêu diệt. Còn ở trong quốc nội muốn làm bằng cách nào là làm, đó là quyền. Vũ trang hay không vũ trang đó cũng là quyền, và nó hoàn toàn hợp pháp nếu phần lớn người dân Việt Nam muốn như vậy. Chứ đừng lập lờ cái vấn đề đó để mà đe dọa những người mà người ta ít có theo dõi tin tức thời sự và pháp luật, nói rằng làm như vậy là lật đổ một cái nhà nước ban giao.
làm cái kiểu mà lập lờ cái kiểu để mà nối giáo cho giặc, theo cái kiểu mà đe dọa gián tiếp những cái người đồng hương chống cộng ở đây, rằng nói như vậy là vi phạm pháp luật, vì hô hào lật đổ cộng sản, hô hào tiêu diệt cộng sản, đó là lật đổ nhà nước cộng sản, là một nhà nước bang giao với Mỹ thì nó vi phạm hiến pháp. Chắc là quý vị còn nhớ vấn đề mà tướng Vàng Phao, ông Vàng Phao sở dĩ bị pháp luật Mỹ sờ gáy là vì ông lập căn cứ quân sự ở Thái Lan, ông tàn trữ vũ khí, ông tài trợ tài chính cho một cái lực lượng chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là nhà nước đang ban giao với chính phủ Hoa Kỳ, thì như vậy ông vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, cho nên bắt buộc họ phải triệt ông Vàng Phao. Nhưng ngoài ông Vàng Phao ra thì đó là quý vị thấy có những người nào mà bị giống như ông Vàng Phao hay không? Lý do đó là như tôi nha nói ban đầu, đó là quyền tự do biểu đạt chính kiến, quyền tự do pháp luật cho phép. Hơn 3 triệu người tị nạn, hơn 3 triệu người tị nạn của cộng sản ở nước Mỹ này, thì hiện nay có khoảng chừng 1 triệu người vẫn tiếp tục mục tiêu hô hào tiêu diệt cộng sản, lật đổ cộng sản. Nhưng có người nào bị chính phủ Mỹ nói gì không? Không. Người ta phân biệt rõ giữa phát biểu chính kiến, giữa bất đồng, lật đổ một cái thể, một cái là đảng phái, một cái chủ nghĩa, nó khác với là lật đổ một cái nhà, một nhà nước. Và người ở hải ngoại làm công việc định hướng, làm công việc nhấn mạnh mục tiêu, chỉ rõ cho những người trẻ ở Việt Nam nhìn thấy âm mưu và sự lật lọng và sự của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Cộng sản hồi nào tới giờ họ không bao giờ mà họ giữ lời hứa, chúng ta không có cách gì chúng ta hòa hợp hòa giải với họ được, mà chỉ có thể lật đổ và tiêu diệt cộng sản thôi. Cụ thể là ngày hôm nay, trong khi báo Việt Cộng đăng những cái bài báo là nói rằng tử sĩ Hoàng Sa là nên biết công ơn họ như kia nọ gì đủ thứ hết trơn, nhưng thực tế tại Sài Gòn, tại Hà Nội, người dân đi làm là dự lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa thì bị đàn áp, bị đánh đập, bị bắt bớ. Rồi một tháng nay rầm rộ vụ vườn hoa Lộc Hưng, trong đó khu nhà của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị cào bằng. Những người thương phế binh đơn thân không có nơi ăn chốn ở, bị cào bằng nhà cửa, bây giờ là không có nơi cư trú, nghèo đói, đang cần sự trợ giúp của hải ngoại. Rồi bây giờ quý vị nhìn về cái nghĩa trang Biên Hòa ở miền Nam, quý vị thấy sao? Có những cái mộ của tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị nó đào cái lỗ, nó trồng cái cây ngay chính giữa cái mộ này, mọc cao lên như thế này. Mà bao nhiêu năm nay thân nhân người ta muốn sửa cái mộ, muốn nhổ cái cây đó đi, nó không cho. Mỗi người mà đi vô cái nghĩa trang Biên Hòa đó để viếng mộ đó thì nó đều chụp ảnh ghi tên, coi chứng minh nhân dân, rồi chụp hình chứng minh nhân dân, rồi nó cho một bầy ưng khuyển đeo khẩu trang y tế xanh đi theo rình mò người ta. Như vậy là hòa hợp hòa giải đó sao? Như còn có chúng ta có thể tin tưởng được Việt Cộng hay không? Không tiêu diệt Việt Cộng thì nó vẫn còn tiếp tục thống trị và nó còn làm tồn tại như những cái hành vi là gian ác như vậy. Vậy nếu mà không lật nổ nó xuống, không tiêu diệt nó thì chúng ta giành quyền tự quyết bằng cách nào? Không có cách nào hết. Vì vậy chúng ta, những người ở hải ngoại, nhất là những người ở hải ngoại nè, chúng ta đừng bị những cái luận điệu mị dân mà dối trá theo kiểu mà định hướng của Việt Cộng phổ biến ở trong cái tư tưởng của chúng ta. Mà chúng ta khi nghe một cái vấn đề gì đó, chúng ta phải nhận định rõ đúng sai, cái nào đúng thì nghe, cái nào không đúng coi như không có gì hết, bỏ qua, đừng quan tâm tới nó, vậy thôi. Vì ở đây chúng ta có quyền mà, tôi có quyền nói, người khác có quyền nói, người kia có quyền nói, người nọ có quyền nói và phán xét đúng hay sai, đó cũng là quyền của mỗi cá nhân. Chứ không phải như ở Việt Nam mà nó bắt người dân là phải là suy nghĩ theo ý đảng, nói theo ý đảng, làm theo ý đảng, không có quyền gì khác.
Cho nên chúng ta phải cảnh giác với những cái luận điệu mà tuyên truyền theo đường định hướng của Cộng sản là không tiêu diệt Cộng sản, không lật cổ Cộng sản. Đã đảo Cộng sản tức là tiêu diệt Cộng sản rồi, không có gì nữa. Mà Cộng sản căn cứ vào những cái thực tế mà chúng ta nhìn thấy thì mỗi ngày diễn ra mỗi ngày như vậy á, quý vị không có cách nào quý vị giành quyền tự quyết với nó được, bởi vì nó không bao giờ nó cho quý vị cái quyền đó. Người ta mới đi tưởng niệm thôi là đã đàn áp người ta rồi, người ta có làm gì đâu, mà người ta chỉ mới có đi biểu tình chống Trung Cộng thôi, nó đã đàn áp người ta rồi. Mà nó dám vu cáo người ta là âm, mấy người bụi biểu tình đó là âm mưu lật đổ chính quyền, đăng trên báo rõ ràng. Trong khi mấy người đó âm mưu lật đổ chính quyền bằng cách nào? Không có một tấc sắt trong tao, không có vũ khí. Rõ ràng là một sự vu cáo trắng trợn. Rồi bây giờ những sau những cái việc mà nó cào bằng cái khu vườn rau Lộc Hưng, bắt đầu nó lại lên mạng, nó vua lên báo, nó vu cáo rằng ở trong cái khu này là có chứa tài liệu xấu, tài liệu phản động này kia kia nọ. Tôi nói thật chứ là nó nói cái kiểu ngu xuẩn cách đây 20 năm về trước á. Tại vì bây giờ trên mạng có đầy, mỗi người có cái điện thoại mở ra coi, đọc được hết tất cả tin tức trong nước ngoài nước, mắc mớ gì phải in tài liệu ra chi cho tốn giấy tốn mực vậy. Nói như vậy mà nó vẫn nói được để nó cào bằng cái vườn rau Lộc Hưng, vì nó cho rằng ở đó là chứa chấp những cái người chống đối nó, ở đó là chứa chấp những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nè. Mà căn cứ vào mà pháp luật thì nó không thể thẳng thừng làm gì được mấy người này nữa, tại vì bản thân họ không vi phạm pháp luật. Cho nên đối với Cộng sản, đừng hy vọng nó thay đổi, đừng hy vọng nó cho chúng ta cái quyền tự quyết, mà không có còn có con đường nào khác là tiêu diệt, là lật đổ Cộng sản. Mà người hải ngoại là những người có quyền ăn nói, thì chúng ta phải định hướng, phải nhấn mạnh rõ cái mục tiêu đó để cho những người quốc nội nhìn thấy cái bản chất của Cộng sản. Nếu chúng ta không dám nói, chúng ta né tránh, thì ai nói? Người trong nước họ nói được sao? Không, ngay chính tôi ở trong nước tôi chưa nói lật đổ Cộng sản mà nó cho tôi 10 năm tù rồi đó. Tại sao bây giờ ta ở bên này mà ta không dám nói? Có những người nói rằng là tại vì những có phần lớn những người mà tù ở Việt Nam đi qua đây là đã hứa với Việt Cộng thế này cái kia, cam kết này cái nọ, rồi là chừa đường để quay về Việt Nam, tại vì là còn thân nhân cho nên là phải nhẫn nhịn nó. Cái chuyện đó là chuyện cá nhân của người khác, tôi không quan tâm. Và nhưng đối với cá nhân tôi, thân nhân tôi hiện nay vẫn còn ở Việt Nam, nhưng nói là nói, đó là quyền của tôi, không liên quan gì mấy người thân tôi ở Việt Nam cả. Còn muốn đi về Việt Nam hả, tôi không cần. Khi nào Cộng sản sụp đổ tôi sẽ về, còn nó không sụp đổ thì tôi chưa về. Đó cũng giống như tất cả những người ở khủ đô chấm cộng này, có rất nhiều người, người ta 20 năm, 30 năm người ta không về Việt Nam, cũng chẳng chết ai hết á. Vì vậy cũng sắp đến giờ biểu tình rồi, một lần nữa thì tôi nhấn mạnh với quý vị đang nghe xem chương trình rằng chúng ta đừng để những cái luận điệu mị dân xảo trá nó lập lờ giữa phát biểu quyền tự do, phát biểu chính kiến và việc thực hành, và cái hành vi thực hiện việc lật đổ một chế độ, lật đổ một nhà cầm quyền của cái người dân quốc nội. Người ở hải ngoại có cách làm khác, người ở quốc nội có cách làm khác, người ở quốc nội có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn, nếu phần đông người dân muốn như vậy, kể cả hoạt động vũ trang. Còn người ở hải ngoại là làm cái việc nhấn mạnh mục tiêu, làm cho người ở quốc nội nhìn thấy rõ bản chất của Cộng sản. Nếu chúng ta né tránh là vấn đề mà nói thẳng ra bản chất Cộng sản, nói né tránh cái vấn đề mà phải lật đổ chế độ Cộng sản, đó là phải đi coi mà phải là xin Cộng sản, đòi Cộng sản cái này cái kia, xin lỗi nó không bao giờ cho, đó chỉ là ngụy biện mà thôi. Xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt quý khán giả và hẹn quý khán giả vào những chương trình tiếp theo.
Thank you.